Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cực sốc, một hãng hàng không Việt Nam trả toàn bộ máy bay để xóa nợ. Cháy lớn ở cư xá Vĩnh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người hoảng loạn. Đề xuất mới liên quan việc giá vàng tăng cao. Siêu dự án gần 70 tỷ đô đi qua 20 tỉnh thành sẽ có ga ngầm ở sân bay lớn nhất Việt Nam. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Chiều 18 tháng 3, một số hành khách liên hệ tới các đơn vị bán vé máy bay để tìm mua vé dịp cao điểm hè, nhưng chỉ được báo giá chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Viettravel Airlines. Hầu hết mạng bay mùa hè tới không có chuyến bay nào do hãng Pacific Airlines khai thác. Theo khảo sát, trên tất cả các trang bán vé máy bay trực tuyến cũng như trên trang web chính thức của Vietnam Airlines, tất cả các chuyến bay từ hôm nay, 18 tháng 3 cũng đã không còn hiển thị cái tên Pacific Airlines. Nguồn trang Thanh Niên cho biết, do tình hình tài chính rất nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán, nên Vietnam Airlines cùng các cổ đông đã đi tới quyết định trả hết toàn bộ đội tàu bay của Pacific Airlines để xóa nợ. Hôm nay, 18 tháng 3 cũng là ngày chiếc máy bay cuối cùng của hãng rời khỏi Việt Nam. Để tránh xáo trộn thị trường thời gian tới, Pacific Airlines sẽ thuê khô máy bay từ Vietnam Airlines để duy trì AOC, chứng chỉ khai thác máy bay. Hiện Vietnam Airlines vẫn chưa có thông báo chính thức về kế hoạch duy trì hoạt động của Pacific Airlines trong thời gian tới. Đồng thời, việc đàm phán trả máy bay đạt kết quả thế nào? Song, ước tính, việc các hãng cho thuê tàu bay nhận lại toàn bộ đội bay có thể giúp Pacific Airlines xóa được khoản nợ khủng lên tới vài trăm triệu đô la Mỹ. Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, từng được hãng hàng không Qantas Group của Úc rót tiền đầu tư. Tháng 10/2020, Qantas Group thực hiện các thủ tục rút khỏi Pacific Airlines và chuyển giao lại 30% cổ phần cho Vietnam Airlines theo hình thức tặng lại. Đến quý 1/2022, thương vụ này đã hoàn tất và Vietnam Airlines nắm giữ gần 99% cổ phần tại Pacific Airlines kể từ đó đến nay. Theo báo cáo thường niên của Vietnam Airlines, trong năm 2022, Pacific Airlines ghi nhận tổng doanh thu năm 2022 gần 3.487 tỷ đồng, lỗ trước thuế 2.096 tỷ đồng, giảm lỗ 212 tỷ đồng so với năm 2021. Theo số liệu của chúng tôi, trong giai đoạn 2009 đến 2021, Pacific Airlines chỉ có lãi 3 năm, trong khi 14 năm còn lại thua lỗ. Với 3 năm liền, lỗ trên 2.000 tỷ đồng trên năm, từ sau giai đoạn Covid-19, ước tính hiện lỗ lũy kế của Pacific Airlines đến cuối năm 2022 đã lên hơn 10.700 tỷ và vốn chủ sở hữu âm 6.700 tỷ đồng. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 3, ngọn lửa lớn xuất phát từ căn hộ ở lầu 2 trong cư xá Vĩnh Hội trên đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xung quanh hỗ trợ nhau tìm cách dập lửa nhưng không được. Đám cháy bắt đầu bùng phát mạnh, khói đen bốc cao. Mái nhà cũng bị ngọn lửa cháy làm thủng lỗ lớn, khói tỏa ra từ đây. Nhiều người dân sinh sống trong các căn hộ xung quanh cũng hốt hoảng, ôm đồ đạc tháo chạy xuống bên dưới thoát thân. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 4 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. May mắn là vụ cháy không có người thương vong. Căn hộ bị cháy có diện tích khoảng 30 m². Thời điểm cháy, nhiều người mang bình chữa cháy mini đến ứng cứu, nhưng do ngọn lửa lớn nên đành bất lực. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6, quận 4 cho biết, thời điểm cháy không có người bên trong căn hộ. Chủ nhà vừa khóa cửa đi ra ngoài thì phát hỏa. Người dân xung quanh phá cửa để hỗ trợ dập lửa. Hiện tại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn phun nước vào đám cháy để làm mát, phòng cháy trở lại và dập lửa tàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, mùa hanh khô, người dân khi ra khỏi nhà cần quan sát, khóa van ga, ngắt cầu giao điện, không đốt vàng mã trong nhà, không tự ý câu mắc điện, cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng, cần trang bị bình chữa cháy sát tay trong nhà. Trong nhà, khu vực sản xuất phải trang bị, bảo dưỡng đầy đủ kịp thời thiết bị, phương tiện chữa cháy, thoát nạn, không tự ý câu mắc điện tràn lan. Tại các chợ, khu thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, hóa chất, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, các khu vui chơi tập trung đông người, các chung cư, nhất là chung cư cũ, ban quản lý và cán bộ nhân viên cần tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ phát sinh. Mùa khô năm nay vẫn còn diễn biến khá phức tạp với nhiều nguy cơ về cháy nổ.
Do đó, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, tránh thiệt hại không đáng có. Cũng trong ngày 18 tháng 3, trên địa bàn quận Gò Vấp cũng xảy ra vụ cháy làm một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp bất ngờ phát hiện có khói lửa phát ra từ căn nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm 809 đường Lê Đức Thọ. Phát hiện có cháy, người dân liền hô hoán, cầm bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do cửa bị khóa từ bên trong. Ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen tỏa ra nghi ngút. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phá cửa, khống chế đám cháy. Khi kiểm tra bên trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện một người đàn ông tử vong, nạn nhân sau đó được chuyển ra ngoài, đưa đi khám nghiệm pháp y. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Khi giá vàng không ngừng tăng cao, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hạn chế việc thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh vàng miếng. Cụ thể, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước về Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định 24 đã mang lại những kết quả tích cực, quan trọng đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần chống đô la Mỹ hóa, vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, nghị định này đi vào áp dụng đã và đang xuất hiện những tồn tại hạn chế, vướng mắc như chênh lệch ngày càng cao giữa giá vàng thế giới và trong nước, tạo vấn đề tâm lý nhất định nơi người dân và nhà đầu tư, đặc biệt mỗi khi thị trường vàng có những biến động. Những phát sinh hạn chế từ thị trường đòi hỏi nhà điều hành nâng cao hiệu quả công tác quản lý về thị trường, giá vàng, nguyên liệu đầu vào, về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác truyền thông. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, vàng là loại hàng hóa đặc biệt có quan hệ trực tiếp đến ngoại tệ và tiền đồng. Quản lý hiệu quả thị trường vàng có vai trò quan trọng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất liên quan đến việc quản lý thị trường vàng và chỉnh sửa bổ sung Nghị định 24. Một trong các nội dung đó là có chính sách hạn chế thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt. Điều này nhằm phòng rủi ro phát sinh trong kinh doanh của các nhà vàng và chống rửa tiền. Chi nhánh này cũng đề xuất có cơ chế quản lý phù hợp, tránh độc quyền, lợi ích nhóm với các doanh nghiệp kinh doanh tự niêm yết giá, đề xuất quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến quản lý thị trường vàng, gồm cả vàng miếng và sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Tăng cường thanh tra kiểm tra đối với thị trường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, cũng như kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm. Thanh tra kiểm tra không chỉ phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế sai phạm phát sinh mà còn làm cơ sở để chỉnh sửa bổ sung các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động này. Từ cuối năm 2023 đến nay, Chính phủ nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá chênh quá cao so với thế giới. Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Nghị định 24 đã phát huy tốt vai trò của việc chống vàng hóa kinh tế. Tuy nhiên, ở bối cảnh hiện tại, nghị định này không còn phù hợp bởi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là quá lớn. Trong 5 năm đầu, khi Nghị định 24 mới ra đời, mức độ chênh lệch không quá lớn, khoảng 3-4 triệu đồng một lượng. Nhưng kể từ năm 2020, mức độ chênh lệch ngày càng nới rộng ra lên 10-15 triệu, có lúc lên tới 20 triệu đồng một lượng, ông Khánh nói. Hiệp hội cũng kỳ vọng sớm sửa đổi Nghị định 24 để thị trường vàng Việt Nam có thể liên thông với thị trường vàng khu vực và thế giới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TD về vấn đề liên kết đường sắt tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải cho biết Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cảng hàng không quốc gia hết sức quan trọng, hướng đến mục tiêu trở thành điểm trung chuyển hàng không quốc tế chủ chốt ở khu vực này. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông kết nối với cảng hàng không này đã được định hình trong Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 2015 của Quốc hội. Hiện nay, giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai, cùng lúc với việc thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Cả hai tuyến đường sắt này đều tính đến việc sắp xếp các ga ngầm tại cảng hàng không. Để đảm bảo việc xây dựng các hạng mục của cảng hàng không quốc tế Long Thành phù hợp với việc mở ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và ga đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt TD cùng ACV kiểm tra lại không gian và cấu trúc kích thước để đảm bảo có đủ chỗ cho việc bố trí ga đường sắt và kết nối một cách thuận tiện với nhà ga hành khách cũng như các công trình khác tại cảng hàng không. Các cơ quan này cũng cần chắc chắn rằng
Quá trình xây dựng sau này của các công trình đường sắt sẽ không ảnh hưởng tới cấu trúc của cảng hàng không quốc tế Long Thành và phải báo cáo kết quả lại với Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 18 tháng 3 năm 2024. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.